Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quan to ăn cướp, quan nhỏ giật hàng. Cô gái nghèo đã chở trái cây đi bán, kiếm sống qua ngày, đã bị đội trật tự gồm 3 thanh niên phường Trần Phú, thành phố Hà Giang tại Việt Nam làm khó dễ. Đời sống người dân đã cơ cực, giờ đây càng trở nên khốn cùng hơn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đây mời các bạn cùng xem đoạn video clip này để biết tình hình thực tế tại Việt Nam. Tao quay chứ. Không sao. Không sao, tao không có việc rồi, ý thức đây. Cái mẹ họ đèo đi bán thế này. Đấy, mày hỏi cái tại sao lại bán được. Rồi, họ đèo đi bán chứ không phải bán. Thôi kệ mày. Rồi, được rồi. Đây là họ đèo đi bán chứ không phải họ bán ở đường. Cũng phải thương họ một tí mà họ đèo đi bán. Họ buôn bán được bao nhiêu thì mẹ họ đèo đi bán chứ chúng mày làm như này mẹ ấy quá. Họ được bao nhiêu, họ được bao nhiêu tiền đâu? Họ đèo đi bán, chúng mày cho họ xin đi. Họ đang đèo đi bán, chúng mày cho họ xin đi. Rồi, chúng mày làm đéo ai chả biết chúng mày. Còn này bố nào á? Nhưng mà họ đang đèo đi bán, chúng mày phải thông cảm cho họ. Tao nói đúng. Rồi, chúng mày cứ biết đấy.